Xin chào các bạn, mình là Tiến Anh, mình đến từ cộng đồng Tiến Anh Nerdia, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn được ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đối với anh em. Video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với dự án Tháp Phan Thần Si. Đây là một trong những dự án như anh em đã biết là sẽ thuộc chương trình Launchpad của Bybit, và hiện nay thì ở chương trình Launchpad nó đang chạy rồi, và anh em nào chưa tham gia chương trình Launchpad thì các bạn có thể xem lại cái video hôm trước mình đã chia sẻ anh em. Video thì để ở trong phần những dự án chất lượng trong ngày đấy, ở trên kênh chúng ta, ở trong cái playlist thứ ba đó. Đấy, thì cái dự án Tap Fantasy là một dự án rất là chất lượng, sẽ đã và đang chứ đúng không ạ, đã và đang có mặt ở trong chương trình Launchpad của Bybit. Thế thì đối với dự án iRobot ngày hôm nay thì sẽ có pool giải thưởng là 10.000 đô. Dự án sẽ có MySteelBot và có những suất random để nhận token. Đấy. Sẽ có 350 suất random sẽ được set 3.500 đô token TAP, tức là 10 đô TAP cho mỗi người. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter Google. Chúng ta đầu tiên sẽ đặt follow kênh Tap Fantasy thì mình đã follow từ trước rồi nhé. Chúng ta sẽ có khá nhiều cái nhiệm vụ retweet follow, mình sẽ mở tất cả những cái kênh mạng xã hội này ra để mình retweet follow nhé. Ở đây mình retweet luôn đây. Rồi giờ mình sẽ mở tất cả những kênh mạng xã hội ra để mình follow những kênh mạng xã hội này. Mình làm hết một loạt các nhiệm vụ follow đây. Ok, bây giờ mình sẽ xác nhận 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Nhiệm vụ retweet rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ Discord. Chúng ta mở cái Discord ra để chúng ta join cái Discord nha. Có vẻ như là mình đã join hôm trước rồi, nhưng mà anh em chưa join, chúng ta sẽ mở ra chúng ta join nhé. Nhớ join Discord cho mình. Chắc là mình do hôm trước rồi, chưa có một dự án. Ở đây thì do kinh Terra một tab fantasy nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển sang kinh Terra. Ở đây mình đã join luôn rồi nhé. Mình sẽ xem nhiệm vụ. Lời tiếp theo, địa chỉ MetaMask các bạn dùng ví ETH ở trên chất Wallet của MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH dọn qua trên này còn paste vào. Mình còn tin. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Tap Fantasy, một dự án iRobot mà hiện nay đang có mặt ở trong chương trình Bybit Launchpad. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.